cách nuôi dạy những đứa trẻ dễ cáu giận khó bảo. Thực tế thì không có đứa trẻ nào mà có cách biểu lộ cảm xúc giống nhau. Đặc biệt là những đứa trẻ dễ cáu giận thì cũng có rất nhiều kiểu. Trong khi nhiều đứa trẻ sẽ có những cái hành vi thách thức bùng phát ra ngoài khi mà chúng giận dữ, như là việc con la hét, chửi bậy, thậm chí là con có những cái hành vi đấm đá. Thì ngược lại, có rất nhiều đứa trẻ khác lại có cách giải tỏa hướng vào bên trong, như là việc con hờn dỗi, nhăn nhó, lo âu. Rồi có những đứa trẻ thì cảm thấy là rất là căng thẳng, buồn chán, con thu mình lại, hoặc là gắt gỏng cáu kỉnh. Vậy thì cha mẹ thường đối phó với những đứa trẻ mà có cái sự nóng lời, căng thẳng này như thế nào? Cha mẹ hay dùng bạo lực hay là bất lực trước con? Thực tế thì đa phần là chúng ta mất kiên nhẫn khi con có những cái hành vi hoặc là con có cách biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài, phẫn nộ như vậy. Và lúc này khi cha mẹ nếu như sử dụng bạo lực với con thì sẽ khiến cho đứa trẻ đáp lại bằng cái sự tức giận, bằng cách phản ứng lại với tất cả những cái hành động của cha mẹ. Vậy thì để tránh những cái xung đột xảy ra giữa cha mẹ và con cái thì cha mẹ nên có những cái cách kiên trì để xử lý trước những cái đứa trẻ mà dễ cáu giận khó bảo. Thứ nhất là cha mẹ, thay vì việc của chúng ta ra mệnh lệnh cho con thì chúng ta hãy đưa ra những cái sự lựa chọn khác nhau trong cùng một vấn đề và để con được quyền quyết định, để được quyền lựa chọn, để trẻ có thể chủ động tự giải quyết những vấn đề của mình, hoặc là con chủ động chọn cách để thực hiện, để làm những công việc mà cha mẹ đã giao cho con. Bằng những cách này thì đứa trẻ dễ dàng để nghe theo lời của cha mẹ hơn. Bởi vì đối với những đứa trẻ đã có cái sự bướng bỉnh thì thường là các con không thích nghe những cái lời nói mang tính chất mệnh lệnh, tính chất ra lệnh của cha mẹ và của bất cứ ai. Và khi chúng ta thay đổi cái cách nói chuyện với con, thay đổi cái cách mà chúng ta ứng xử với con thì đứa trẻ cũng dễ dàng thay đổi thái độ của mình. Thứ hai là cha mẹ hãy kiên nhẫn, bình tĩnh để giải thích cho con hiểu bất cứ một vấn đề gì, dù đó là một vấn đề nhỏ nhất. Ví dụ như là việc con không có thói quen đi ngủ sớm, nhưng đã vào đầu năm học thì việc mà con trẻ cần đi ngủ sớm là điều dễ hiểu. Thứ nhất là để cho con có đủ sức khỏe và con có thể đủ cái sự tập trung trong cái thời gian học của mình. Cho nên là việc cha mẹ yêu cầu con đi ngủ sớm là điều tất nhiên thôi. Thế nhưng mà nếu như khi chúng ta nói rằng là con phải đi ngủ đi, hoặc là từ bây giờ con bắt buộc phải đi ngủ sớm, thì đứa trẻ có thể nghe, có thể là con quay lại cãi lại lời nói của cha mẹ, thì con có thể nói rằng là con không ngủ được, rồi con có những cái biểu lộ khác. Và chúng ta sẽ đưa ra những quyết định, những cái nội quy quy định về cái thời gian đi ngủ con. Sau khi chúng ta nói với con rằng là cái thời điểm này là bắt đầu vào năm học, chúng ta cần phải đi ngủ sớm. Việc con đi ngủ sớm thứ nhất là để đảm bảo về sức khỏe của con và không ảnh hưởng đến cái việc học tập của con trong ngày hôm sau. Mẹ thấy rằng là việc con đi ngủ sớm là điều rất là dễ hiểu và là không hề khó đối với cái thời gian dành cho việc học tập của mình. Và khi đứa trẻ nghe, lắng nghe cái lời nói của cha mẹ, con hiểu được rằng lý do để con đi ngủ sớm là điều hoàn toàn đúng và không hề khó nếu như con chủ động để thực hiện cái nội quy mà cha mẹ vừa đưa ra đó. Hoặc là chúng ta muốn nhờ con làm một việc gì, giao cho con một việc gì, thì chúng ta cũng cần phải nói cho trẻ biết rằng tại sao cái công việc này hoặc là cái việc này con cần phải hoàn thành trong cái thời gian nhất định nào đó. Khi mà đứa trẻ nhận được cái sự giải thích, cái sự phân tích vấn đề của cha mẹ hoàn toàn là hợp lý, thì con sẽ dễ dàng để thực hiện những cái lời nói của người làm cha mẹ. Vì những đứa trẻ mà có cái tính cách mạnh mẽ thì thường là các con rất thích là đối thoại, con thích được trò chuyện và nêu ra ý kiến, nêu ra quan điểm của mình. Và như vậy thì con sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Và cái cách chia sẻ của cha mẹ thì cũng không mang cái ý nghĩa là áp đặt cho con. Cha mẹ chia sẻ vấn đề với con và nhận được cái sự đồng cảm từ con. Và đây là một cách để cha mẹ thấu hiểu con của mình và con cũng sẽ thấu hiểu cha mẹ. Từ đó thì vấn đề mà cha mẹ đưa ra, con cũng dễ dàng có được sự đồng tình. Con sẽ không có được những cái hành vi thách thức trước cái sự giải thích, cái sự tận tình của cha mẹ đối với mình. Điều thứ ba là việc cha mẹ nên kiểm soát tốt những cái cảm xúc của bản thân. Vì việc mà chúng ta phải nuôi dạy những đứa trẻ có cái tính cách bướng bỉnh là một thách thức vô cùng lớn đối với cha mẹ. Và như vậy thì tránh khỏi cái việc mà cha mẹ có những cái cảm xúc bực bội, khó chịu, và rồi những cái cảm xúc tiêu cực nó cũng đi theo. Và rồi những cái cảm xúc tiêu cực khác
cũng sẽ đến khi mà đứa trẻ có những cái hành vi, có những cái lời nói cáu kỉnh đối với cha mẹ. Và như vậy thì cha mẹ cũng sẽ thường xuyên có những cảm giác như là rất là bực mình, cảm thấy là tức giận và nóng lẩy. Nếu chúng ta cũng để những cái cảm xúc như vậy nó lấn át cái cách xử lý của mình, nó bao trùm lên cái con người của mình, thì kéo theo đó là việc cái đứa trẻ sẽ trở nên càng ngày càng bướng hơn. Con sẽ có những cái phản ứng quyết liệt hơn theo thời gian trước cái việc mà cha mẹ cũng bộc lộ những cái cảm xúc bực tức như vậy đối với con. Và hệ lụy sau cái việc nóng lẩy của cha mẹ thì nó sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề mà chúng ta cũng sẽ thường gặp và đã gặp rất là nhiều. Vậy thì việc của người cha mẹ lúc này, trước đứng trước những cái đứa trẻ mà có cái thái độ bướng bỉnh như vậy, là người làm cha mẹ chúng ta phải thực sự là kiểm soát được tốt những cái cảm xúc của mình. Bởi vì chúng ta nhìn ra vấn đề rằng là khi chúng ta có những cái cảm xúc không tốt, tiêu cực đối với con, thì cái hậu quả nó dẫn đến sẽ là không hay ho, sẽ khiến cho con của mình trở nên bướng bỉnh hơn, thậm chí là dẫn đến việc con hư hỏng hơn. Cho nên là người làm cha mẹ chúng ta lúc này cần phải thay đổi cái cách ứng xử với con. Thì việc để chúng ta thay đổi được thì đầu tiên chúng ta phải kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình. Cha mẹ cần phải cố gắng để điều chỉnh những cảm xúc của mình. Ví dụ như là có những lần chúng ta có những cái hành động bực tức do cái việc chúng ta suy nghĩ, chúng ta rất là bực mình và chúng ta cảm thấy rằng là đứa trẻ không chấp nhận được, con hư quá. Và rồi từ cái cảm xúc như vậy chúng ta đã có những cái hành động như là đánh mắng con, thậm chí là chúng ta liên tục phàn nàn về con, khiến cho đứa trẻ cũng rất là giận dữ. Và khi nhìn thấy cái cách mà ứng xử của chúng ta như vậy, thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại chính cái cách hành xử của mình đối với con cái. Thay vì việc chúng ta giận dữ như vậy, thì chúng ta phải cố gắng điều chỉnh cái cảm xúc của bản thân, phải luôn giữ được cái trạng thái cảm xúc thật sự là bình tĩnh trước cả những cái hành động bướng bỉnh của con. Thì chúng ta cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn của mình, rằng là việc chúng ta thay đổi sẽ giúp con thay đổi. Hãy duy trì cái giọng nói, cái tông giọng của mình thật là phù hợp và kiên nhẫn trước cái hành động của con. Chúng ta có thể chấp nhận việc lắng nghe con, lắng nghe cả cái sự bực tức của con để cho con biểu lộ cái cảm xúc của mình. Và sau đó thì chúng ta có những cái lời nói bình tĩnh để trấn an cái sự nóng giận của con, để cho con hiểu rằng là cha mẹ đang thực sự lắng nghe và giúp con điều chỉnh cảm xúc của mình. Như vậy là cha mẹ đã giúp trẻ có thể bình tĩnh lại. Và lúc này thì chúng ta mới hiểu được cái cơn giận của con, cái sự bực tức của con xuất phát từ đâu. Và chính cái sự điềm đạm của cha mẹ cũng chính là cái cách phản ứng với vấn đề mà đứa trẻ học tập được. Con sẽ hiểu được rằng là cha mẹ luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của con, quan tâm đến hành vi của con, và cái sự thách thức của con sẽ không còn nữa. Vì thực ra thì bất cứ một đứa trẻ nào cũng cần đến cái sự quan tâm của cha mẹ. Sự khó bằng chống đối của con cũng vì con không cảm nhận được cái sự quan tâm của cha mẹ. Và khi đã nhận lại được cái cách ứng xử hòa nhã, cái cách mà cha mẹ lắng nghe và thấu hiểu con, và khi con có cơ hội để được nói ra ý kiến của mình, được cha mẹ lắng nghe và quan tâm tới cái quan điểm với cái chính kiến của con, thì con cũng sẵn sàng lắng nghe và làm theo những điều mà cha mẹ đã nói. Cho nên là trong gia đình, khi mà có một đứa trẻ bướng bỉnh khó bảo, thì người cần phải thay đổi chính là cha mẹ. Cha mẹ thay đổi cái cách mà ứng xử với con, thay đổi cái cách mà cha mẹ cùng con để giải quyết bất cứ một vấn đề nào, thì từ đó đứa trẻ sẽ học được cái cách mà cha mẹ ứng xử với mình. Con sẽ học được cái cách bình tĩnh trước mọi vấn đề của cuộc sống. Và khi đã thấu hiểu vấn đề rồi, thì cái sự cáu giận khó bảo của con cũng sẽ không còn nữa. Các bạn nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.